tranh thủ những ngày nắng để làm đấy mọi người ạ. Những ngày nắng thì là thái, rồi là cạo vỏ, rồi chặt, rồi phơi. Cái nào nhỏ thì là chặt khúc ra thế này, còn cái nào to thì lại cho vào máy để thái cho nhanh. Ê, có màu càng cao càng to. Đây cái này là hai. Hôm nay dạ. Hôm nay là cầm cao hay thịt à? Chị thử xuyên là luôn luôn là được lên sau lên trang nhận luôn. Cậu lấy được mình tấu tàng luôn. Đây đây đây, xay ghế cao.